Cuốn 96 giải thích phẩm như hóa thứ 87, kinh Đại Bát Nhã Hội Hà Di phẩm không tính thứ 85. Kinh Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp bình đẳng không có làm gì, thầy Bồ Tát làm thế nào hành Bát Nhã Ba La Mật mà đối với pháp bình đẳng không lay động, lại hành việc của Bồ Tát như bố thí, ái ngữ, lại hành đồng sự, vân vân. Phật bảo Tu Bồ Đề, như vậy, như vậy, như lời ông nói, các pháp bình đẳng không có làm gì. Nếu chúng sinh tự biết các pháp bình đẳng, thầy Phật không dùng thần lực, mà đối với các pháp bình đẳng không lay động, kéo chúng sinh ra khỏi chấp trước tướng tôi ta, lấy không mà làm cho thoát khỏi năm đường sinh tử, cho đến làm cho thoát khỏi chấp trước tướng kẻ biết kẻ thấy. Làm cho thoát khỏi sắc tướng cho đến thức tướng, nhãn tướng cho đến ý tướng, địa chủng tướng cho đến thức chủng tướng, xa lìa tướng của tính hữu vi, khiến được tướng của tính vô vi, mà tướng của tính vô vi tức là không. Tu Bồ Đề thưa, Bạch Đức Thế Tôn, dùng không gì nên hết thảy pháp không? Phật dạy, Bồ Tát xa lìa tướng hết thảy pháp, dùng không ấy nên hết thảy pháp không? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có người biến hóa làm ra người biến hóa, việc biến hóa ấy phải chăng thật sự có cái chẳng không ư? Tu Bồ Đề thưa, thưa không Bạch Thế Tôn, người biến hóa ấy không cái gì thật sự mà chẳng không. Người biến hóa và không ấy hai việc không hợp không tán, vì không không cho nên không, không nên phân biệt là không là hóa. Vì sao? Vì trong hai việc không ấy không thể có được là không là hóa. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, sắc tức là hóa, thọ tưởng hành thức tức là hóa, cho đến trí nhất thiết chủng tức là hóa. Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, nếu pháp thế gian là hóa, pháp xuất thế gian như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác phần, tám phần thánh đạo, ba môn giải thoát, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, 18 pháp không chung, cùng các quả pháp và hiền thánh là Tu Đà Hòa cho đến A-La-Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Chư Phật Thế Tôn, các pháp ấy cũng là hóa chăng? Phật bảo Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều là hóa. Đối với pháp ấy, có pháp do thanh văn biến hóa, có pháp do Bích Chi Phật biến hóa, có pháp do Bồ Tát biến hóa, có pháp do Chư Phật biến hóa, có pháp do phiền não biến hóa, có pháp do nghiệp nhân duyên biến hóa. Vì nhân duyên ấy nên hết thảy pháp đều là hóa. Tu Bồ Đề Bạch Phật,